Chào mừng các bạn đến với Chú Cuội Review, nơi bọn mình sẽ review những bộ phim hài giúp các bạn có được những phút giây giải trí bên gia đình. Cuối năm nay sẽ ra phần 2 của Chú Mèo Đi Hia, nên hôm nay Chú Cuội Review sẽ review phần 1, để các bạn có thể ra rạp xem một cách trọn vẹn nhé. Ngay từ nhỏ Mèo Đi Hia đã mồ côi cha mẹ, cậu nằm trong một cái giỏ cứ thế đi theo cơn gió. Cho tới một ngày chú bay tới trại mồ côi và được nhận nuôi bởi một người phụ nữ tên là Imelda. Bà là một người mẹ hiền hậu, trừ những lúc nóng giận bà sẽ dùng sức mạnh của sư tử hống. Trong bữa ăn chú bị một quả trứng lấy mất đồ ăn, chú định cho nó một đấm thì quả trứng giới thiệu mình là Humpty và làm bạn với chú. Humpty hay bị đám bạn bắt chơi trò nhảy hip hop mà nó lạ lắm. Thấy người bạn đầu tiên của mình bị như thế, chú đánh lại bọn bắt nạt. Lúc sau được Humpty dẫn theo, thì thấy Humpty hay trồng những hạt đậu để tìm ra đậu thần trong truyền thuyết. Không chỉ thế, Humpty kể cho mèo con về những hạt đậu thần. Chúng sẽ mọc cao tận trời xanh, ở trên có những gã khổng lồ bảo vệ những quả trứng vàng. Mèo con cũng hứng thú với giấc mơ về những quả trứng vàng, thế là họ thành một đội. Cả hai cùng nhau kết nghĩa huynh đệ, tuy không cùng cha cùng mẹ nhưng nguyện không bao giờ bỏ lại nhau. Sử dụng bộ não của Humpty và sức mạnh của chú, họ dễ dàng lấy được những hạt đậu để thử nghiệm. Nhưng khi lớn lên cả hai càng ăn trộm nhiều hơn, mỗi khi bị bắt mẹ Imelda đều tới để chuộc lại. Humpty bực tức ném đá vô tình khiến con bò thoát ra. Nhận thấy có bà cụ ở dưới, mèo con liền lao xuống kéo con bò qua hướng khác. Thế là chú được mọi người tung hô như một anh hùng. Mẹ tặng chú đôi bốt và chiếc mũ để tạo nên thương hiệu cho chú. Mèo Đi Hia, cuộc sống của chú ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng còn Humpty thì lại tối đi như chị dậu vậy. Humpty rủ chú tham gia vào phi vụ cuối cùng rồi sẽ bỏ, nhưng chú từ chối. Tối đến Humpty bảo chú mình bị dính bẫy cần chú giúp, chỉ cần giúp nó trèo qua tường để bỏ trốn. Nhưng chú phát hiện ra đây là ngân hàng của mọi người. Nó ném những bao tiền khiến chú sợ hãi. Rồi chú bị mọi người hiểu lầm là đồng bọn của ăn trộm, không còn cách nào chú đành phải bỏ chạy. Trên đường chạy trốn chú thấy mẹ Imelda mà hối hận, tâm trạng chú buồn rầu nên không để ý đường. Thế là chiếc xe ngựa bị lật, quân lính đã đuổi tới nơi nhưng Humpty bị kẹt. Hắn cầu cứu chú nhưng chú bảo hắn tự cứu chính mình rồi nhảy xuống cầu. Đang là anh hùng trong mắt mọi người thì giờ đây chú đã trở thành một tên tội phạm. Vậy là chú rời bỏ nơi mình từng lớn lên và chạy trốn khắp nơi. Cuộc sống này đây mai đó khiến chú thường xuyên bị bắt và ngủ với các thợ săn. Nhưng lần nào chú cũng trốn thoát được, khi đi cũng không quên trộm chiếc nhẫn. Tên thợ săn phát hiện liền tấn công chú. Dù đã né được chiếc giày này nhưng vẫn bị dính chiếc khác. Đi tẩu thoát cũng không quên chào bé mèo dễ thương. Tối đến chú dừng chân ở một ngôi làng đang tổ chức lễ hội. Chú tới một quán bar nhưng đều bị mọi người cười nhạo. Tới quầy chú gọi một ly sữa nhưng phải đứng lên mới thấy được mặt chủ quán. Tên kế bên còn kéo chiếc ghế khiến chú bị tụt mất đôi bốt. Chúng tiếp tục cười nhạo chú nhưng chú phi con dao về tấm truy nã của mình, rồi nhảy sang cái bàn khác, nhấp nháp vài miếng sữa. Chú nói mình cần tìm một bữa ăn, thấy có lính canh chú che mặt lại. Tên có dâu thấy thế liền dọa sẽ báo lính canh về chú. Tên đồng bọn phía sau tính đánh lén nhưng không dễ ăn đâu. Chú cắt bay ria mép của hai tên này và chĩa kiếm vào cổ tên phía sau. Bài học cho việc chọc giận Mèo Đi Hia, tên phía sau vãi cả ra quần. Chúng nói chú đến nhà thờ hay trại mồ côi để trộm, nhưng đạo đức của chú không cho phép bản thân mình làm điều đó. Thế là tên bị chém nói chú nên thử trộm của vợ chồng Jack xem, trộm 5 triệu của Jack hay gì hả. Chúng kể về những hạt đậu thần trong truyền thuyết, nó sẽ là cầu nối để đi tìm những quả trứng vàng. Lòng chú tràn đầy hy vọng khi giờ có thể tiếp tục tìm những hạt đậu thần. Cặp vợ chồng Jack và Jill đang tìm chỗ nghỉ ngơi khi chúng đã kiếm được món hời quá lớn. Đậu thần cho vào tay rồi đóng hộp lại, nuốt luôn cả chìa khóa cho chắc. Những bước chân của chúng khiến mọi người phải hoảng sợ, hết phòng thì đã có cách. Bữa sáng nhớ đem bánh nướng xốp nhé chú em, ông chủ chỉ có thể khóc lóc khi không có bánh. Jack nói rằng chúng ta đi trộm đã nhiều lắm rồi, có lẽ nên gác kiếm lại đây thôi. Trong lúc chúng nói chuyện chú mèo đã ở đây rồi, chuẩn bị lẻn vào trong chú bắt gặp một tên trộm khác. Đậu thần là của ta nên mi tránh xa ra. Mèo con cứ chỉ lung tung khiến chú không hiểu gì cả. Thế là hai con mèo chuẩn bị lao vô cắn nhau thì đã bị phát hiện. Như con mèo hàng xóm nhà tôi vậy, có vài kẻ đột nhập chán sống rồi đây. Con mèo đen nhanh chóng bỏ chú lại, thế là chú bị vứt ra ngoài cửa sổ. Con mèo đen còn lêu lêu cho chú cay thêm, thế là chú đuổi theo con mèo đen. Chú ở phía trên bay xuống nhưng bị đập mặt vào cái thùng khiến chú bực tức thêm. Chú đuổi theo tới cùng nhưng lại rớt xuống một cái hố toàn mèo là mèo. Con mèo đen cởi áo choàng chiến đấu, nhưng các con mèo xung quanh lại bắt đầu gảy đàn đánh trống. Con mèo đen bắt đầu nhảy tưng tưng lên, thì ra đêm nay diễn ra cuộc thi nhảy. Hòa theo điệu nhạc chú nhảy điệu nhảy tango khiến ai cũng phải vỗ tay. Thi nhảy nhưng vẫn không quên trao nhau những cú tát yêu thương. Nhảy thôi thì chưa đủ, chúng vừa nhảy vừa đấu kiếm. Con mèo đen đánh bay kiếm của chú đi, tính đầu hàng nhưng chú vớ được cây đàn đánh vào đầu nó.
tháo mặt nạ ra mới biết là một con mèo cái. Nó tức giận bỏ đi nhưng bản tính mê gái khiến chú đuổi theo xin lỗi. Vào trong chú ngửi thấy một mùi thân thuộc, một món ăn sáng, thì ra là quả trứng hâm ti. Nó hỏi chú đi đôi bốt mới rồi hả, nhưng vẫn là đôi bốt lúc chú lừa tôi thôi. Con mèo đen bước xuống nói rằng nên bỏ qua chuyện cũ. Giờ chú càng thêm tức giận khi biết Humpty là người thuê con mèo đen phá rối mình. Humpty giới thiệu cô tên là Kitty và muốn chú hợp tác với mình. Kết hợp cái đầu của Humpty, kiếm của chú và bàn tay mềm mại của Kitty, cả ba sẽ trở thành những người đầu tiên ăn trộm được trứng vàng mà quay trở lại. Vẫn còn cay cú chuyện ngày xưa nên chú từ chối hợp tác. Humpty đuổi theo níu kéo chú nhưng chú chỉ quay mặt lại nói tạm biệt. Cô mèo Kitty dùng đèn pin để trêu đùa chú, còn giơ túi tiền của chú nói cô thật nguy hiểm và chú thích sự nguy hiểm. Cô quyến rũ chú bằng những lời mật ngọt, hứa sẽ tha thứ cho chú khi chú đồng ý. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng xin lỗi mèo con vẫn còn tỉnh lắm. Cô tức giận khi chú không chịu hợp tác chung. Chú bắt đầu kể cho cô nghe về chuyện ngày xưa, không cần kể hết đâu. Vừa nói xong chú bắt cô ngồi xuống để tập trung nghe chú kể về việc hồi chú còn nhỏ ở đầu phim. Kể xong cô cũng ngủ được một giấc luôn. Humpty xuất hiện nói rằng mình xin lỗi vì chuyện năm xưa và cầu xin cơ hội thứ hai từ chú để chuộc lại lỗi lầm. Chú cũng phải đồng ý, nhưng không phải vì Humpty mà vì mẹ Imelda và món nợ của quê nhà. Sáng hôm sau cả ba cùng hành động. Cô mèo Kitty lao xuống trước, thấy thế chú cũng leo theo sau. Vừa thấy đậu thần cô tính leo xuống nhưng bị chú cản lại, ở dưới có những con lợn con nên phải cẩn thận. Vợ chồng rách riêu chuẩn bị cho lợn ăn nên tình huống cực kỳ nguy cấp. Chú bảo cô làm nhanh lên nhưng cô lại dùng kiếm thay vì dùng móng. Cả hai cãi nhau khiến cho một con heo ở dưới thức dậy. Cô nhanh chóng nhảy xuống để dỗ con heo ngủ tiếp. Bà vợ riêu kiểm tra phía sau nhưng không thấy gì. Chú nhảy xuống, dùng móng để mở khóa rồi tháo nó ra từ từ. Cuối cùng cô cũng đã lấy được những hạt đậu thần. Ngay khi chuẩn bị rời đi thì chú lại đạp vào đuôi con heo. Bọn chúng xuống dưới kiểm tra. Cô mèo lao vào mặt tên rách, chú kích hoạt nút kéo lên, trói miệng hai vợ chồng chúng lại. Humpty ở phía sau tiến tới hỗ trợ, ngay khi chuẩn bị nhảy thì chú bị bà vợ đánh ngất. Choáng váng chú cố gắng nhặt lại những viên đậu thần, đi vào hầm bà vợ nhanh chóng thoát ra để tấn công lại. Chú đã lấy được hạt đậu cuối cùng nhưng đã bị tóm. Humpty hút thẳng vào xe ngựa của chúng khiến chúng mất thăng bằng, chúng sử dụng tới những quả pháo để tấn công lại. Phía trước là đường cụt nhưng Humpty có vẻ sẽ không dừng lại, bật chế độ máy bay và cả ba đã thoát được. Giờ đây chú đã nhận ra khi kết hợp cả ba sẽ trở thành một cặp bất bại. Chú bắt đầu khen cô rất tốt và tôn trọng quyền riêng tư của cô. Cô yếu lòng kể cho anh nghe chuyện của mình. Cô đã từng được một gia đình nhận nuôi. Họ cho cô uống sữa mỗi ngày và yêu thương cô. Nhưng do cô phá hư màn cửa quá nhiều nên họ đã cắt móng của cô. Đang tình tứ thì Humpty cắt ngang. Nó nói đã tới được chỗ cần trồng. Humpty đưa cho chú những hạt đậu khi chú xứng đáng được trồng những hạt đậu này. Đi sâu vào bên trong Humpty bảo nằm ở đây, hai con mèo đào sâu xuống để trồng những hạt đậu, cả ba lui lại và gió bắt đầu to, phép màu bắt đầu diễn ra và khi kết thúc chỉ có một cây đậu mọc lên. Mèo Kitty bảo rằng cây cũng có cảm xúc nên nói gì với nó đi, vừa nói chào em thì cái cây đã mọc lên nhanh chóng, bay cao tới tận trời xanh và dừng lại khi đã tới những tầng mây cao nhất, hai con mèo cùng nhau nô đùa trên những đám mây. Đang lúc tình tứ thì lại bị Humpty phá đám. Cả ba đã tìm thấy được lâu đài khổng lồ. Humpty cải trang thành quả trứng để dễ lấy trộm. Mèo con lo sợ về những người khổng lồ, nhưng Humpty bảo họ chết từ nhiều năm trước và giờ chỉ còn một mình con quái vật bảo vệ. Nó bảo vệ những quả trứng khỏi trộm cắp và chưa có một ai quay trở về cả. Sử dụng chai sâm banh để bay qua phía bên kia. Quái vật tới và cả ba phải trốn trong một gốc cây. Ra ngoài thì chúng đã tìm được những quả trứng vàng. Nhưng mỗi quả trứng quá nặng nên không thể vác theo được. Nhìn ra xa chúng còn tìm được ngỗng con. Thế là cả ba quyết định bắt luôn ngỗng con về để đẻ trứng. Đang quay về phía bên kia thì cái chai rớt xuống khiến chúng rớt theo. Quái vật vẫn đuổi theo và chú phải cõng theo ngỗng con. Ngay khi vừa thấy cô mèo Kitty ngã xuống thì chú bỏ ngỗng con ra để cứu cô. Chúng rơi vào dòng nước chảy xiết. Humpty thì lo giữ ngỗng con còn chú thì giữ người tình. Sử dụng lá cây để làm dù và chúng tiếp đất an toàn. Tối đến bọn chúng cùng nhau nhảy múa ăn mừng chiến thắng khi phi vụ đã thành công mỹ mãn. Hai con mèo tiếp tục cùng nhau nhảy trên điệu nhạc tango. Chúng ta có thể đi cùng với nhau chứ, nhưng cô lại bảo chú phải đi ngay. Humpty tiếp tục phá đám và lái sang chuyện khác. Thật may mắn khi sau những gì xảy ra chúng ta vẫn là anh em. Nhìn thấy Humpty đi ngủ chú cũng tính ngủ theo nhưng phía sau chú bị hai vợ chồng rách đánh lén rồi ngất xỉu. Chú tỉnh lại thì không thấy Humpty và Kitty đâu.
chú lần theo dấu chân của hai vợ chồng Jack để đuổi theo. Băng qua bão, các chú về lại nơi mọi thứ bắt đầu, nơi chú bắt đầu trở thành một tên ăn trộm. Khó khăn lắm chú mới có thể lén vào trong an toàn. Bỗng nhiên chú nghe tiếng kêu cứu của Humpty. Chạy theo tiếng kêu, chú thấy Humpty và vợ chồng Jack, còn có cả những gã ở quán bar. Thì ra tất cả đều làm việc cho Humpty. Hắn đã dựng nên mọi chuyện để lừa dối chú nhằm trả thù. Hắn gọi lính canh ra để bắt chú. Tên lính kề kiếm vào cổ chú nhưng chú đã hất cây kiếm ra. Mẹ Imelda thấy tất cả, chú muốn giải thích cho mẹ nghe, nhưng mẹ bảo chú hãy đầu hàng để đối diện với sai lầm của mình. Đừng chạy trốn nữa con của ta, chú xin lỗi vì đã khiến mẹ thất vọng. Quân lính nhốt chú vào trong lồng. Khi Humpty vừa giới thiệu con ngỗng vàng thì Kitty đã mang nó ra. Nhìn thấy Kitty mà lòng chú đau như cắt khi bị phản bội bởi người mình tin tưởng. Xấu hổ về bản thân mình, cô cũng không dám nhìn chú. Humpty thì giờ đã được mọi người tung hô như người hùng. Còn chú thì bị bắt như một tên trộm. Trong tủ có một ông lão kể về những ngày tháng sống chung với Humpty. Và khi Humpty rời đi là ngày lão hạnh phúc nhất, cho tới khi lão biết mình đã bị lấy cắp những hạt đậu thần. Lão là chủ của những hạt đậu thần nhưng bị bắt bởi vì đã bán đàn bò của người khác để đổi lấy chúng. Lão nói rằng mình đã cảnh cáo Humpty không được bắt ngỗng con nhưng hắn chỉ quan tâm tới trả thù. Tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm khi con quái vật bảo vệ chính là ngỗng mẹ. Nó sẽ đến để tìm lại con của mình. Chú tạo tiếng động để thu hút bọn lính canh tới. Sử dụng đôi mắt long lanh của mình để dụ tên cai ngục. Nhưng hắn đã cảnh giác còn xịt nước lại vào chú. Phía sau có một bàn tay bịt miệng khiến tên cai ngục ngất đi. Thì ra đó là Kitty. Cô đã nhận ra có những thứ còn quý hơn vàng bạc. Đó chính là tiền, à không, tình bạn. Cô ở lại để giúp chú tẩu thoát thành công. Giờ đây Humpty đã có được tất cả nhưng lại cảm thấy cô đơn. Cảm giác thiếu đi người anh em của mình. Mèo con đến để hỏi tội Humpty khi dẫn ngỗng mẹ về phá hủy ngôi làng. Lúc này Humpty mới nói ra nỗi lòng của mình. Từ khi chú trở thành anh hùng thì bản thân Humpty đã không còn chỗ ở nơi này rồi. Chú xin lỗi vì đã khiến Humpty tổn thương và muốn được cùng nhau hợp tác lại. Ngỗng mẹ lúc này cũng đã bay tới ngôi làng để tìm lại con. Nhìn thấy những quả trứng vàng khiến nó tức giận phá hủy mọi thứ. Kế hoạch là Humpty sẽ trả ngỗng con lại, còn chú sẽ đánh lừa ngỗng mẹ. Nhìn thấy mẹ Imelda gặp nguy hiểm, chú bay tới cứu mẹ. Cuối cùng cũng làm mẹ tự hào. Chú điều khiển ngỗng mẹ đi theo Humpty để tránh xa khỏi ngôi làng. Nhưng vợ chồng Jack nổ súng đòi ngỗng con. Kitty lao tới cản bà vợ lại, rồi hai vợ chồng cũng bị ngỗng mẹ đạp bể chiếc xe. Xe của Humpty cũng bị ngỗng mẹ đạp bể theo. Chiếc cầu không chịu nổi nên đã sập xuống. Mèo con nhanh chóng túm được cả hai. Nhận ra không thể cứu được cả hai, Humpty hy sinh bản thân để chuộc lại lỗi lầm cũng như cứu ngỗng con. Trả lại được ngỗng con, chú quay lại tìm bạn mình. Nhưng nhận ra Humpty chính là một quả trứng vàng. Ngỗng mẹ cõng ngỗng con và cả quả trứng vàng về. Cuối cùng chú đã có lại sự công nhận của mọi người. Tạm biệt mẹ Imelda lần cuối. Mẹ nói rất tự hào về chú khi chú đã cứu cả ngôi làng. Quân lính tới để bắt chú nên chú tiếp tục lẩn trốn. Nhưng con đường lần này không chỉ có một mình. Đi cùng với chú còn có cô mèo Kitty xinh đẹp. Bộ phim đến đây là hết rồi. Là một bộ phim đơn giản nhưng cũng hết sức đáng yêu. Các bạn nên xem trọn để có được trải nghiệm tốt nhất. Nếu bạn thấy hay thì có thể nhấn like và đăng ký kênh giúp tụi mình để tụi mình có động lực ra tiếp video nhé.